Chào các bạn, cái quạt Senco này khách mang tới cho mình với cái lỗi là không chạy được, cụ thể là mình cắm điện này, nó nghe được tiếng tít ok, rút ra này, cắm lại này, đấy, tít ok, và mình ấn on thì không bấm được, các bạn nhé, không bấm được cái gì cả, ở đấy lại bấm được rồi, nít nút nút nó khó bấm thôi, nha, bấm mạnh được, nhưng vừa nãy mình cứ dí mãi chả được thôi, đấy. Không bấm được nữa, ở đây bấm được các số ok. Các số tốc độ thay đổi được ok, nhưng phím nó khó bấm thôi. Nhưng vừa nãy mình bấm không bấm được. Thế là mình đem điều khiển ra, mình nghĩ là người ta chỉ dùng điều khiển thôi. Thì điều khiển pin nó bị chảy axit, nó chảy nó rỉ hết cả chân chân này. Chân cực dương cực âm này, nên mình đã xử lý điều khiển. Thì xử lý điều khiển nó ok, đây này. Các phím bấm này, các bạn nhìn cái đèn nhá. Tất cả các phím mình đã xử lý ok hết rồi. Nhưng nó có cái điều này. Mình cắm điện này, mình nghe tiếng tít và mình bật on. Thì bật on được đó, nhưng mà mình không làm sao mình tắt được nó nữa, on được một cái thôi. Cái thứ hai đấy, đèn nó vẫn báo đấy nhá, đèn nó báo mặc dù mình đang bấm chuyển số khác đấy, không hề bấm được, chỉ bấm được đúng cái thôi. Còn như thế này là bấm tắt được này, chúng ta sẽ nhìn cái đèn này nhá, là đang mình ban chọn bấm tắt đấy, nhưng không hề tắt được. Cái đèn này là đèn bộ thử điều khiển của mình mà, nhưng mình tắt được ở đây đấy, mình chả hiểu tại sao mà bật on được này. Bật phát này, các bạn nhìn nhá, cái con bộ này nó sẽ nhận, và cái bộ này cũng nhận, nó sẽ hiển thị được cho chúng ta nhé, là mình bấm được nhé, mình có non này đó, bấm chỉ có non được một cái thôi. Đó, sau tắt là không tắt được, mặc dù vẫn phát sóng tắt đây các bạn này, vẫn phát sóng tắt ok này, không tắt được. Thế bấm suin thử nhá, suin cũng không được các bạn ạ. Đó, tóm lại là cái điều khiển này bây giờ chỉ bấm được đúng một phím mở được cái rồi thôi. Nhưng mà nó đã ấn tắt được ở đây. Đó, chứ là phím tắt này không liệt. On được này. Đấy, vừa nãy thì không bấm được phím này thì bây giờ lại bấm được rồi. Nhưng tóm lại là phải thay phím là được. Ở đấy, bấm tự tắt. Các bạn ạ. Ban này là ban tụ 105 giảm trị số rồi, nhưng mà nó gây nhiều ban vãi ra các bạn ạ. On được một phát được ok. Mọi người nhá. Tắt không thể tắt được luôn. Đó, tắt phím cái đèn này của mình báo vẫn nhận phát sóng nhưng mà không tắt được, nhưng mà tắt thì ở đây thì tắt được. Đó, buồn cười dã man luôn. On được. Đó, nhưng ấn swing cũng không được. Thì mình ấy. Bình thường những cái quạt khác ấy, nếu mà nó nguồn 5V nó yếu ấy, thì mình bấm swing cái là tải của 5V nặng cái là nó sẽ tắt máy, tắt cả quạt luôn. Kiểu như nó bị reset con IC ấy. Nhưng cái này bây giờ tắt và chả tắt được luôn. Ban buồn cười dã man đấy các bạn ạ. Thôi bây giờ cứ tháo ra để xem tình trạng như nào để sửa cho người ta nhé. Hôm nọ gặp con Senco thì hôm nọ bật con Senco đấy. Cái khách hàng đem lấy đến cái quạt Senco mà trần truồng mình có làm video cho mọi người tham khảo, nó cũng giảm tung ấy. Thì người ta, cái người đấy đem đến thì có một cái chị lại đem cái quạt này đến. Buồn cười, cái khách đem, khách đến lấy cái quạt kia thì cái chị này cũng lại đem lấy cái quạt này đến sửa. Rồi cái quạt kia thì nó chỉ hỏng tụ thôi, dẫn tới là nó bật, nó kích không đủ. Nên dẫn tới là nó gằn động cơ. Các bạn ạ, nó vẫn kích được đèn báo bình thường, nhưng động cơ đôi khi động cơ không chạy bởi vì không đủ dòng kích chiếc này, bị chiếc mở. Con này cứ như là mình đã từng sửa hay sao này. Quạt ở quê mình mà. Bởi vì mình mới sửa, mình mới hay chơi cái trò là nắp hai con tụ, hai con DZ 1W đấu song song nhau để tăng độ bền cho người ta. Nhưng mình không thấy ghi ngày tháng ở đâu. Mình hay ghi ngày tháng cơ, nhiều khi mình sửa mình cũng quên đấy. Không thấy ghi ngày tháng các bạn ạ. Đây này, chúng ta sẽ nhìn này, có hai con DZ này. Có hai con DZ 5V1 đấu song song nhau này các bạn ạ. Để thay con DZ chết. Có lẽ là mình sửa đấy, mình nhìn cái chị này ở làng mình quen mà. Nhưng mà mình không ghi ngày tháng sửa là năm nào, nhưng cứ kệ thôi. Và con tụ này nó dạy con tụ đen nhé, không phải con tụ màu vàng nhé. Mình đang nghi ngờ con tụ này giảm trị số để xem có đúng không. Nói cho tóm lại là chúng ta sửa quạt, chúng ta cứ đầu tư một ít cái tụ 105 này. Còn bạn nào, nhà bác nào mà đang dùng mà không có tụ này thì đi ra quán điện cơ hỏi mua cái quạt, cái tụ quạt khởi động. Tụ khởi động 1 mi đây nhé. Tụ khởi động 1 mi hoặc quá lắm không có 1 mi thì chúng ta mua tụ 1,5 mi thôi. Vậy chúng ta thay vào, thay con tụ này là ok.
Lạ mua con tủ khởi động. Đây là cho mọi người xem tủ khởi động 1 mi này, mình cũng có này. Thì nó chất hơn nhiều. Nó bài hơn con tủ kia nhiều mọi người nhá. Hay hôm nay mình cũng thay luôn cho mọi người con tủ 1 mi vào đây để cho mọi người thấy cái trải nghiệm là vẫn ok hết nhá mọi người nhá. Các bạn chờ mình tìm đã, mình vừa nọ mình nhìn thấy 3-4 con tủ 1 mi mình thay mình mua. Đây là thông thường thì mình hay thay tụ 105 loại tụ đỏ này, chỉ được để áp 630V này hoặc 400V này hoặc con tụ vàng như này nhá. Nhưng mà chúng ta không mua được thì chúng ta có thể kiếm con tụ như này này. Đây này. Đây là con tụ mới mình mua đấy. Có khi nó còn tốt hơn con tụ hơn nhiều và nó đắt hơn mà. Đấy, một tụ 1 mi này, chỉ được áp 450V AC luôn nhá. Thế nhưng hôm nay thì trải nghiệm cho mọi người luôn nhá, để chúng ta sẽ thấy là sửa ok. Mình khẳng định mình mua con tủ này giá đắt gần gấp 3 con tủ này nhá, con tủ này này. Nên nó sẽ chất hơn rất là nhiều. Chịu điện áp cao hơn thì nó sẽ bền hơn mọi người nhá. Ở đây để xem con tủ này được xem đúng nó chết không. Đang cố để cho mọi người nhìn được cái đồng hồ đấy. Để đang để thang đo nhớ đo tủ nhá. Đấy, nó giảm chỉ số còn có 0,12 microfarad thôi, chứ không phải là 1 mi nữa. Như vậy nó giảm chỉ số quá nhiều. Đây là chúng ta sẽ nhìn này. Đấy, 1 mi đo được là 0,96. Nó có sai số mà. Nên mình bảo rồi, quá lắm thì các bạn lắp con tụ 1,5 vào nhá. Bởi vì tụ 1,5 thì cái dòng tràn ở chế độ chờ, cái dòng tràn con DZ này lớn, đôi khi nó sẽ hay bị chập DZ các bạn ạ. Còn con tụ 1 mi này thì quá ngon luôn. Thậm chí chúng ta lắp con tụ 0,68 cũng được, mà tụ chất ấy. Đây, hôm nay sẽ cho mọi người trải nghiệm nhé. Nhiều bác xem kênh này bảo là tôi đi ra quán tôi mua con tụ 1 mi không khởi động quạt có được không. Thực ra là càng tốt các bạn nhé. Chức năng nó như nhau, nó là tụ không phân cực, chỉ điện áp AC để phóng nạp. Cái con kia phóng nạp thì chỉ điện áp nó chỉ có rơi vào 275V AC thôi, còn con này nó phóng nạp nó chịu điện áp đến tận 450V theo thông số này. Nhưng mà thực tế là con này chắc chả đạt đến thế đâu, nó đến 350V là tốt lắm rồi, thì còn lâu đã hỏng các bạn nhé. Đấy, thay tụ nhá, và bây giờ test thử xem nó có ngắt không nhá. Máy đang lấy led tự động, điện thoại. Đấy, tiếng ghim đấy nhá, bây giờ on nhá. On ok này, nó khởi động số 2 và nó về số thấp đấy. Đấy, bây giờ bắt đầu mình thử xem có bấm được nữa không nhá. Đấy, on ok luôn. Chúng ta sẽ thấy là con tụ 1 mi này nó đưa ra quá nhiều vậy, quá nhiều ban nha, quả Senko này. Bỏ tút năng nhá. Tút năng là thêm một con chiếc nó đưa vào hoạt động thì nó sẽ ở cái chế độ này thì nó cứ lần lượt. 1 2 cứ 3 con chiếc lần lượt. Như vậy là cái mạch này nó sẽ có một lúc nó sẽ có 3 con chiếc cùng kích được các bạn ạ. Đây là một con chiếc của số hàng giữa nhá. Swing đang được kích nhá. Số swing đang kích nhá. Nó đè. Và cái nữa ấy, đó là cái lắp này này. Đó, cái lắp này này. Ôi, để mình tắt. Cái lắp hay nhỉ, cái lắp nó là một cái riêng. Nó không đi qua trung đụng do cái chương trình phần mềm này. Con lắp là cái đèn này này, nó chính là cái này nhá, kiểu như đèn ngủ ấy. Nó một cái riêng các bạn ạ, tắt riêng luôn, không tắt chế chung này được. Ấn tắt này, cũng khá là hay chương trình phần mềm ấy. Như vậy là chúng ta sẽ thấy nhá, là con quạt Senko này cũng lỗi chẳng qua là con tụ này giảm chỉ số. Và khi nó giảm chỉ số ấy, là nó giảm sâu đến cái đoạn nào đó mà cái mắt nhận này nó không nhận được nữa. Ở chế độ chờ ấy, thì là nó chưa có dòng kích chiếc thì có thể nó điện áp nó đạt đủ 5V hoặc 4V2, 4V3 là đủ ngưỡng để cái mắt IR này nhận được tín hiệu đầu tiên, một phát đầu tiên, bật phát đầu tiên. Nhưng sau đó là khi nó kích một con chiếc rồi dẫn tới là con nguồn 5V sụt nhưng mà vẫn trong cái ngưỡng chạy của con IC này mọi người ạ. Nhưng cái lúc đấy thì là cái con mắt nhận này nó điện áp nó yếu quá, nó mình bật này nó sẽ nhận nhưng mà nó nhận với kiểu dạng chuỗi xung bị sai. Dẫn tới con mờ xung này nó làm đơ, nó bảo là không đúng, xung không đúng, ta không thực hiện lệnh, do đó chỉ bật được đúng một phát này, còn bật swing, bật timer, bật các thứ đều không được. Nhưng khi mình thay con tụ này lên ấy, thì cái nguồn 5V đã đảm bảo đã đủ tải đủ dòng được rồi. Thì lúc đấy thì nó đã kích chiếc, đã chạy rồi thì vẫn 5V vẫn đủ. Cái nguồn này vẫn cấp cho con mắt nhận này đủ, do đó mình bấm swing thì nó nhận diện được à chuỗi xung thằng Kiên bấm, con này nó nhận diện là à thằng Kiên bấm swing chứ phải bấm lắp đèn thì nó sẽ thực hiện lệnh chỉ kích chiếc swing. Là tóm lại nó nhận được sóng ok mọi người nhé. Còn khi mà con tụ này nó yếu này mà mình đã bật được một số chạy rồi ấy, thì mình bấm cái này
thì nó tắt được, bởi vì những cái phím này là nó giao tiếp trực tiếp với chân của IC và nó nhận diện được, con IC này nhận diện được với nó đang hoạt động mà, nó nhận diện được. Chẳng qua cái điều khiển này không nhận điều khiển được nữa, bởi vì là cái mắt nhận này nó đã bị tụt thấp điện áp và nó đưa ra các chuỗi xung nhận, nhưng chuỗi xung bị sai mọi người ạ. Ấy, sửa chữa chúng ta đôi khi chúng ta phải am hiểu về nó. Tóm lại là cứ sửa qua điều khiển, chúng ta cứ chuẩn bị cái tụ con 5i này, tụ 5i này, rồi DZ541 hoặc 546 này là sửa được rất nhiều luôn các bạn ạ. Chiếc là mình thấy ít chết các bạn nhé. Ok, con này thì lại ngon lành rồi, cũng chả cần thử sửa phím đâu, bởi mình đoán người ta chỉ dùng điều khiển nhiều thôi mà. Các bạn đi ra quán, các quán ở quê các bạn, các mua tụ, các bạn mua tụ chắc bạn, các bạn chẳng mua được cái tụ như thế này hoặc tụ vàng tụ ấy kia đâu, nhưng các bạn có thể mua được con tụ này rất là dễ nha. Nên cái video này mình lên cho chúng ta tham khảo ấy, là sử dụng con tụ đấy thì nó tốt hơn rất là nhiều so với những con tụ kia nha mọi người nhá. Giá nó đắt hơn, giá nó đắt hơn và điện áp chịu đựng nó cao hơn thì đương nhiên là nó sẽ phải bền hơn rồi các bạn nhá. Con quạt này mình khẳng định khi mình thay con tụ này nó sẽ bền hơn hẳn nhá các bạn nhá. Thử lại này, on đang ở mức loud, mute đây, các bạn nghe tiếng tít tít là nó đang nhận nhá. Đèn lap đây đó, cái đèn kiểu như đèn ngủ ấy đây. Một con chiếc nữa là kích đấy, và một chiếc nữa là kích nữa này, thúc năng ấy tắt này. Và cái phím này thì bấm hơi khó các bạn ạ, nhưng vẫn bấm được. Tắt thì dễ thôi, phím on là hơi khó, nhưng mình nghĩ là nó treo tường thì nó chả khách, trừ hỏng khiển thì họ mới nên họ ấn cái đấy thôi. Ok nhá, như vậy là qua video chúng ta sẽ tham khảo nhá, là những con tụ mà chúng ta dễ kiếm hơn, nhất là các bạn không phải là thợ, các bạn dễ kiếm hơn đó chính là con tụ khởi động. Quá lắm mà các bạn mà không kiếm được con, các bạn ra mà các bạn không mua được con tụ 1mm ấy, thì các bạn mua tụ 1,5mm mà các bạn không mua được tụ 1,5mm thì chúng ta mua hai con 2mm nhá. Chúng ta mua hai con 2mm thì chúng ta sẽ có hai con, chúng ta sẽ cấy là nó có bốn cái dây điện ra, thì hai chân chúng ta sẽ đấu dính vào nhau, như vậy là chúng ta sẽ có một chân bên ngoài, một chân bên ngoài, thì chúng ta sẽ thay vị trí con tụ đấy thì nó còn bền vĩnh viễn, bền chết quạt cũng không chết tụ các bạn nhá. Ok, video kết thúc, chào các bạn.